Hi, chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Một Đời Hai Mét của mình. Trong video lần này thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách mình móc một bé bánh quy như thế này nha. Bé này các bạn có thể móc để treo thành móc khóa cũng rất là dễ thương luôn á. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu móc bé bánh quy này nha các bạn. Len ở đây mình sử dụng sẽ là len mocotton loại 125g nha các bạn, loại mà có 5 sợi xe chặt lại nha. Và kim móc mình sử dụng sẽ là 2.5mm. Đầu tiên thì mình sẽ lấy dây len, mình tạo một cái vòng tròn ma thuật trước nha. Tại đây mình sẽ móc lên một mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ móc 8 mũi móc đơn vào trong vòng tròn này nha. Mình đâm kim vào vòng tròn đi qua cả hai sợi dây len như thế này. Mũi móc đơn mình móc sẽ là mũi móc đơn hình chữ X, nên là kim mình sẽ đặt trên len như thế này nha các bạn. Mình đẩy len qua, mình được một mũi móc đơn. Mình sẽ móc tổng cộng là 8 mũi nha. 2 mũi, 3 mũi, 4 mũi, 5 mũi, 6 mũi, 7 mũi và 8 mũi. Sau đó mình sẽ nắm cái sợi len ngắn này nè, mình kéo cho cái vòng nó siết chặt lại nha. Sau đó các bạn sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên, chân móc của mũi móc đơn đầu tiên các bạn. Mình đâm kim vào đây, mình móc một mũi trượt để mình kết cái hàng đầu tiên này lại. Để lên hàng thứ hai, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ hai này ở mỗi một chân móc như thế này, mình sẽ móc vào hai mũi móc đơn nha. Tức là hàng thứ hai này mình sẽ tăng mũi toàn bộ nha các bạn. Bây giờ mình đâm kim vào chân móc đầu tiên. Chân móc đầu tiên là chân móc mà chúng ta mới vừa móc vào mũi trượt các bạn. Mình móc vào đây hai mũi móc đơn. Mình sẽ dùng một chiếc kim để đánh dấu cái mũi đầu tiên ở đây nha các bạn. Mũi móc đơn thứ hai mình cũng đâm kim vào chân móc này. Chân móc tiếp theo mình cũng móc vào hai mũi móc đơn. Chúng ta có 8 chân móc, mỗi một chân móc mình móc vào hai mũi móc đơn. Như vậy móc xong hàng thứ hai này mình sẽ có tổng cộng là 16 mũi nha. Đây mình đã móc đến cuối hàng rồi nè các bạn. Hai chân móc này chúng ta không có móc vào nha các bạn. Đây là mũi trượt lúc chúng ta kết hàng đầu tiên, còn đây là mũi móc xích lúc chúng ta móc lên hàng thứ hai á. Vì vậy là mình không có móc vào hai cái chân móc này nha. Mình móc đến đây là đã đủ rồi. Bây giờ mình tháo cái kim này ra. Mình đâm kim vào chân móc đầu tiên này, mình móc một mũi trượt, mình kết cái hàng này lại. Để lên hàng thứ ba, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ ba này ở chân móc đầu tiên mình sẽ móc vào một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai mình sẽ tăng mũi. Bạn nào chưa quen nhìn mũi đầu tiên các bạn nhớ đánh dấu lại nha. Như vậy hàng này chúng ta sẽ móc với cụm là một mũi móc đơn, sau đó mình tăng mũi, một mũi móc đơn, sau đó mình tăng mũi, và mình cứ lặp lại cái cụm này đến hết nha các bạn. Như vậy chân móc này mình sẽ móc vào là một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo mình sẽ tăng mũi. Tức là mình sẽ móc vào đây hai mũi móc đơn. Mình được hai cụm, cụm thứ ba nha. Chân móc này là một mũi móc đơn. Tiếp theo chân móc này sẽ là tăng mũi. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến hết hàng nha. Móc xong hàng này chúng ta sẽ có tổng cộng là 24 mũi. Sau khi móc đến cuối hàng thứ ba rồi, mình cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên. Mình móc một mũi trượt, mình kết hàng này lại. Để lên hàng thứ tư, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ tư này, chân móc đầu tiên mình móc vào một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo mình sẽ tăng mũi. Mình sẽ móc vào đây là hai mũi móc đơn. Ký hiệu của tăng mũi là chữ V nha các bạn. Sau khi tăng mũi xong ở chân móc thứ hai, chân móc tiếp theo mình sẽ móc vào một mũi móc đơn. Như vậy hàng này chúng ta sẽ móc với cụm là một mũi móc đơn, sau đó mình tăng mũi, sau đó là một mũi móc đơn, 1x, 1v, 1x và mình lặp lại cụm này cũng 8 lần nha các bạn. Như vậy chân móc tiếp theo là một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo này mình sẽ tăng mũi.
tăng mũi xong thì chân móc tiếp theo là một mũi móc đơn. Mình được hai cụm, mình làm cụm thứ ba nha. Đầu tiên là một mũi móc đơn, chân móc tiếp theo mình sẽ tăng mũi, tăng mũi xong thì chân móc tiếp theo này là một mũi móc đơn. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến hết hàng nha. Móc xong hàng này chúng ta sẽ có tổng cộng là 32 mũi nha. Đây mình đã móc đến cuối hàng thứ tư rồi nè các bạn. Bây giờ mình cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên. Mình móc một mũi trượt, mình kết cái hàng này lại. Để đến hàng thứ năm, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ năm này, chân móc đầu tiên mình sẽ móc vào một mũi móc đơn nha. Đến chân móc tiếp theo, mình sẽ móc vào đây một mũi nửa kép nha các bạn. Mũi nửa kép thì mình dùng kim quấn một vòng lên, sau đó mình đâm kim vào chân móc. Mình lấy len lên, mình quấn lên, kéo len vô cả ba vòng dây này. Sau đó cũng tại chân móc thứ hai này, mình sẽ móc vào đây một mũi trượt nha. Mình đâm kim vào chân móc này. Mình lấy len qua, mình móc một mũi trượt. Sau đó ở chân móc tiếp theo này, mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc vào đây là một mũi nửa kép. Sau đó cũng tại chân móc này, mình sẽ móc vào đây một mũi trượt. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến hết hàng nha. Sau đó thì chân móc tiếp theo này, mình móc vào một mũi móc đơn. Tiếp theo sẽ là một mũi nửa kép vào chân móc tiếp theo. Cũng tại chân móc này, mình sẽ móc vào đây một mũi trượt. Sau đó chân móc tiếp theo mình móc vào một mũi móc đơn. Sau đó sẽ là một mũi nửa kép vào chân móc tiếp theo. Cũng tại chân móc này, mình sẽ móc vào đây một mũi trượt. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến hết hàng nha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mình móc đến cuối hàng này nha. Đây mình móc đến cuối hàng thứ năm rồi nè các bạn. Bây giờ mình đâm kim vào chân móc đầu tiên. Mình móc một mũi trượt để mình kết cái hàng này lại. Sau đó mình sẽ đưa kim ra phía sau này, mình móc lên một mũi móc xích, mình kéo ra một đoạn len rồi cắt len nha các bạn. Mình sẽ dùng kim khâu len để mình giấu cái phần len thừa này luôn nha. Như vậy là mình đã móc xong rồi đó các bạn. Mình sẽ móc hai miếng màu nâu như thế này nha. Và một miếng màu trắng. Một miếng màu trắng mình sẽ kẹp ở giữa. Như thế này nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ làm cái phần tay chân nha. Mình sẽ móc những cái khối tròn như thế này nha các bạn. Đầu tiên thì mình cũng sẽ lấy dây len, mình tạo một cái vòng tròn ma thuật nha các bạn. Tại đây mình móc lên một mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ móc 6 mũi móc đơn vào trong vòng tròn này nha. 1 mũi, 2 mũi, 3 mũi, 4 mũi, 5 mũi và 6 mũi. Sau đó thì mình cũng nắm cái len ngắn này nè, mình kéo cho cái vòng nó siết lại. Sau đó mình sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên. Mình móc một mũi trượt, mình kết hàng này lại. Để lên hàng thứ hai, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ hai này chúng ta sẽ tăng mũi toàn bộ nha các bạn. Mỗi một chân móc mình sẽ móc vào hai mũi móc đơn.
Đây mình đã móc xong hàng thứ hai rồi nè các bạn. Bây giờ mình cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên, mình móc mũi trượt, mình kéo cái hàng này lại. Để lên hàng thứ ba, tại đây các bạn móc lên giúp mình một mũi móc xích. Hàng thứ ba này chúng ta sẽ giảm mũi toàn bộ nha các bạn. Mình sẽ đâm kim vào cành trước của chân móc đầu tiên. Đây nè các bạn. Lúc nào cái chân móc đầu tiên mình cũng hơi chọc một tí nha các bạn. Sau đó mình đâm kim tiếp vào cạnh trước của chân móc tiếp theo, mình lấy lên qua. Mình được một mũi giảm, mình sẽ móc tổng cộng là 6 mũi giảm nha. Hai chân móc tiếp theo mình cũng làm tương tự như vậy. Đây mình đã giảm mũi xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình đâm kim vào chân móc đầu tiên. Mình móc một mũi trượt nha. Tại đây các bạn kéo ra giúp mình một đoạn lên nha. Mình sẽ dồn vào đây một ít bông gòn nha các bạn. Sau đó mình sẽ dùng kim khâu lên để mình khâu cái phần phía trên này lại nha các bạn. Mình sẽ đâm kim vào một cạnh của chân móc, mình sẽ đâm kim vào cạnh ngoài nha các bạn, như thế này nha. Mình sẽ đâm kim tổng cộng là 6 chân móc nha các bạn. Sau đó đây mình sẽ kéo xiết lại. Mình sẽ kết lên và mình giấu cái phần lên thừa này nha. Mình sẽ giấu cái phần lên thừa này vào trong. Các bạn móc giúp mình tổng cộng là 4 cái như thế này nha. Bây giờ mình sẽ ráp 3 miếng này lại với nhau nha các bạn. Các bạn có thể dùng keo nến để mình dán vào, hoặc là mình có thể dùng kim khâu để mình khâu 3 miếng này lại với nhau nha. Mình thì mình sẽ dùng kim khâu để mình khâu nha. Mình sẽ dùng một sợi có len màu nâu để mình khâu lại nha các bạn. Phần lên thừa này mình sẽ giấu vào trong nha. Như vậy là mình đã khâu xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn những cái phần tay chân này vào nha. Các bạn lấy giúp mình dây len màu trắng nha, mình sẽ cầm sẵn dây len. Sau đó mình sẽ đâm kim vào một chân móc, mình sẽ đâm kim vào một chân móc bất kỳ nha các bạn. Sau đó mình lấy len màu trắng đi qua.
Tại đây các bạn móc lên giúp mình 7 mũi móc xích nha. 1 2 3 4 5 6 7. Sau đó các bạn kéo ra một đoạn len rồi mình cắt len nha. Mình sẽ chừa một đoạn len dài này để một lát nữa mình khâu vào đây nha. Ba cái này thì các bạn cũng làm tương tự như vậy nha. Bây giờ mình sẽ khâu những cái phần tay chân này vào phần bánh nha các bạn. Mình sẽ giấu cái phần len thừa này trước nha. Mình sẽ kết len ở đây trước, sau đó thì mình sẽ giấu len nha. Bây giờ mình sẽ khâu vào cái phần bánh nha. Mình sẽ khâu vào như thế này nha các bạn. Một cái chân bên đây nữa. Như thế này nha. Mình sẽ khâu vào phần len màu trắng nha các bạn. Cái chân bên đây các bạn cũng khâu tương tự như vậy nha. Còn những phần tay thì chúng ta sẽ khâu ở những vị trí này nha các bạn, hai bên đây nha. Khâu xong thì mình sẽ có hình dạng như thế này nha các bạn. Tiếp theo các bạn sẽ móc giúp mình hai cái hình tròn như thế này nha. Cái hình tròn này là mình sẽ móc 6 mũi móc đơn vào trong vòng tròn ma thuật thì mình sẽ ra được cái hình tròn như thế này nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ dán vào. Mình sẽ cho một ít keo nến để mình dán vào nha. Sau đó thì mình sẽ dán hai cái tròng mắt màu đen này vào nha các bạn. Bây giờ mình khâu phần miệng nó là xong nha các bạn. Phần miệng thì mình sẽ khâu bằng một sợi của len màu trắng nha. Mình sẽ khâu bằng len màu trắng cho nó nổi nha các bạn. Mình sẽ gắn một cái móc khóa vào nha các bạn để mình treo vào nha. Mình sẽ tạo một cái dây bính như thế này nha. Số mũi bính thì tùy theo các bạn nha. Các bạn muốn ngắn hoặc là dài thì tùy theo mỗi bạn nha. Mình giấu hai cái phần len thừa này vào trong đó là xong rồi đó các bạn.
Như vậy là mình đã móc xong một cái chiếc móc khóa hình là bánh quy rồi đó các bạn. Hy vọng là các bạn cũng yêu thích cái mẫu này nha, cũng như là móc thành công cái mẫu này. Một đang cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.